và tôi khó xử quá. Cô gọi vào đây và bán đây cái thứ mà tôi cần không dám nói. Chúng ta biết là sở dĩ mà tôi hỏi chuyện mua bán là vì cái ông Abraham, ông ấy mặc cả với ai, cái Chúa, cái món hàng mà ông mặc cả với Chúa là cái gì biết không? Lúc đấy chị không biết món hàng, tôi biết món hàng của chị rồi, chị khỏi nói hết. Cái món hàng của ông kia tôi cũng biết rồi. Món hàng mà ông Abraham mặc cả với Chúa là gì? Chị biết không? Món hàng của ông Abraham mặc cả với Chúa, từ Chúa 50 rồi xuống 45 rồi xuống 30 rồi xuống 25 rồi xuống 20 cuối cùng cũng xuống 10. Món hàng của ông mặc cả với Chúa là gì? Hả? Là to lên là lòng thương xót. Ông mặc cả với Chúa lòng thương xót, lạy Chúa, nếu mà có 50 người trong thành này mà họ tốt lành thì lòng thương xót của Chúa có thương cả dân thành này không? Có tha cho cả dân thành này không? Chúa tha không? Nhưng mà không tìm được 50 còn 45 lòng thương xót Chúa có tha không? Phải tỏ lên. Không còn không tìm được 45 mà trong Sài Gòn thì tìm được có 5, có 40 người trong thành phố Sài Gòn Chúa có tha không? Sài Gòn này tìm không được người đạo đức còn có mỗi 30 có tha không? Thầy Chúa còn xin lỗi Chúa còn mà cả từ cái xứ nước tìm mỗi được 25 à? Tha không Chúa? Đại tính thôi. Tha không Chúa? Nhưng mà lạy Chúa xin con xin lỗi Chúa, thế con thì cũng tính qua tính lại, con tìm hoài mà không thấy, còn mỗi 20 người Chúa có tha không? Lạy Chúa còn 15. Tôi có nói lời cuối cùng Chúa đừng có nổi giận nha, đừng có nói là con kỳ kèo nha, đừng có nói con nổi xỉ nha, con keo nha. Lòng thương xót Chúa thì quá lớn, mà tấm lòng của Chúa con thì quá nhỏ, những người tốt lành thì không được bao nhiêu. Lạy Chúa đã chót còn 10 tao. Lỡ không tìm được người thì sao? Lỡ nghe người trả lời nha. Lạy Chúa, lỡ con không tìm được người, không tìm được năm, không tìm được người nào thì sao? Thì sao? Thì sao? Hallelujah! Rất tiếc Abraham chỉ dừng lại tới số 10. Abraham không dám dẫn thêm bước nữa là lại Chúa không tìm được ai thì lòng thương xót của Chúa có tha không? Anh xem thấy không? Anh xem thấy chưa? Thế lòng thương xót của Chúa mà Abraham mặc cả chưa? Là lòng thương xót đấy là cho không nếu không. Nhưng mà ông tưởng rằng phải trả giá bằng 50, 30, 20 người. Thánh nữ Faustina là người đã trả giá với Chúa kỳ kèo với Chúa chuyện đó. Một lần kia, Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng cái dân thành Ba Lan, đất nước Ba Lan nó tội lỗi quá, nó bỏ Chúa, nó chạy theo người vô đạo, cho nên là theo duy vật. Cho nên Chúa sai thiên thần xuống để mà trừng phạt cái dân này, trừng phạt cái thành đó. Thì Faustina cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện hoài thì thiên thần vẫn giáng phạt xuống. Nhưng mà cuối cùng thì Thánh nữ Faustina cầu bằng chú ý tin lòng thương xót. Và khi Thánh nữ Faustina cầu bằng chú ý tin lòng thương xót thì thiên thần không thể giáng phạt xuống. Mặc dù là đang làm công việc là giáng phạt xuống nhân thành ấy, nhưng mà không thể giáng phạt xuống được. Thưa anh chị em, và Chúa đã cứu cả cái nhân thành ấy nhờ Chúa tin lòng thương xót chỉ bởi một cô bé tên là Faustina. Lần thứ hai, Chúa mặc khải cho Faustina biết rằng là thế giới này, cái nhân loại này đáng lẽ là phải bị trừng phạt, đáng lẽ là giờ của lòng thương xót đã tới mức cuối cùng và đến giờ của lòng thương xót. Nhưng Chúa bảo rằng nhờ những người thành phẩm tín thác lần chuỗi kinh lòng
thương xót mà Cha trên trời khoan giáng hình phạt cho thế giới này, cho nhân loại tội lỗi này, để kéo dài giờ của lòng thương xót cho người ta có cơ may, cơ hội quay trở về để được cứu độ mà không đoán phạt nữa. Cho nên thưa anh chị em, Chúa nói là nếu mà còn như vậy thì Chúa sẽ đoán phạt nhân lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Chúa không trừng phạt vì những người anh chị em mình ngày hôm nay biết bao con người vẫn lặng lẽ, vẫn âm thầm lần Chúa tin lòng thương xót với trọn niềm tin thay. Anh chị có biết rằng mình đang cứu thế giới không thưa anh chị em? Có biết rằng Chúa tin lòng thương xót ngày hôm nay đang cứu thế giới mà chưa có thế chiến thứ ba bùng nổ không? Biết bao nhiêu lần thế chiến thứ ba sắp sửa bùng nổ đến cận kề rồi, những cuộc chiến tranh nguyên tử sắp bùng nổ rồi, ấy vậy mà Chúa lại quan rằng vì người ta chỉ cần bấm hay một bên để bấm cái nút, bên kia bấm cái nút thì cái thế giới, cái vũ trụ này, cái hành tinh này nó tan chảy ra rồi. Chúa không cho người ta bấm cái nút ấy. Lòng thương xót của Chúa, Chúa tin lòng thương xót mà anh chị em mình cầu nguyện ngày đêm đấy như là lời khẩn nài, lời van xin, lời năn nỉ, lời mặc cả của Abraham với lòng thương xót của Chúa. Anh chị có biết điều đó hay không? Mà nếu biết như vậy thì còn làm còn gì nữa mà còn chần chờ gì nữa mà không chạy đến với lòng thương xót Chúa? Nếu mà biết như vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không tin thác vào lòng thương xót của Chúa? Nếu biết như vậy thì còn gì nữa mà nghi ngờ lòng thương xót của Chúa? Nào, chị hãy chia sẻ cho mọi người lòng thương xót của Chúa lớn lao dành cho chị và gia đình chị như thế nào? Dạ thưa cha, hôm nay con lên đây là có con con lên để mà tạ ơn Chúa là cha vì đã từng cứu. Con tên là gì? Đâu biết được cho mọi người biết chứ? Dạ con tên là Nguyễn Thị Phiên ở quận Tư. Dạ giáo sư Hồ Cô ấy chứ. Dạ. Rồi con đem con lên đây mấy lần rồi mà bây giờ là ngày lên hôm nay nó hết bệnh rồi, con lên để con đem dẫn nó lên để làm chứng như trước. Dạ. Vũ lên đây Vũ ơi. Mới rửa tội được một hai hay vậy thôi nha. Vũ ơi, giới thiệu cho mọi người con giới thiệu lại tên con bao nhiêu tuổi và đâu là? Dạ con hôm nay 43 tuổi. Có một lần có một bạn ốm mà còn hai mấy tháng sáu ngày không ăn được, không uống nước được, thì trong cái đó con đi bác sĩ dược, thì bác sĩ khám bụng con thì trong bụng con có mấy cục thạch, thì bác sĩ cho con về, thì trong cái đó thời gian thì con buồn lắm, con kiệt sức, con cũng buồn rã, con đi không nổi, thì mẹ con nói nó taxi lên đây, thì con đi trong cái đó lên cha, thì con cũng có mong dán cho Chúa với cha cho con mạnh khỏe, con cũng tin. Thì lại có liên giáo điện tin mừng để gặp tôi. Có à. Thì trong cái đó thì con về đi hai ngày, con về con khỏe, con ăn cơm được, con mạnh khỏe đến giờ. Thì trong cái đó con lên được hai tiếng mấy nữa, thì giờ ăn cơm thì năm chén, uống nước khỏe, bây giờ ăn cái gì cũng được hết trơn. Anh nghĩ là một nhà cơm mà này, bữa năm chén, xin lỗi chị em tôi, cơm đúng một bữa nửa chén cơm và có bữa chẳng có chén nào. Phúc sự thật như vậy, còn chị nói rõ lại cho mọi người về cái hành trình là con chị đọc như thế nào và được chú trước thế nào, chị sẽ lại cho mọi người rõ hơn. Dạ, thưa cha, con của con là hôm đó là con thấy con tuyệt vọng lắm rồi. Tại vì ngày cuối con đem nó lên đây là gia đình đã bàn hôn sự và hậu sự để mà lo ăn tán, lo đi thiêu, bàn tán trong gia đình hết rồi, là ngày cuối cùng con tuyệt vọng lắm, con không biết làm sao. Con nhờ em con nói là thôi bây giờ lên cha đi, để lên lòng thương xót Chúa để cứu nó, một sống một chết, con đưa lên đây không, con đưa lên đây là cháu đi không có nổi. Tại vì nó dịch đói hơn một tháng rưỡi trời, đâu có ăn uống cái gì, chỉ uống một trong một ngày là uống chưa được hết một ly nước nữa. Con ngồi con khóc con ôm đó mà con khóc không thôi.
Rồi con nói thôi bây giờ con dâng hết cho Chúa, đưa lên đây để con nói dâng hết cho Chúa, xin Chúa chữa lành. Nếu mà Chúa không chữa thì Chúa đất kéo về. Chứ để gia dẫn về hoài con chịu hết tội luôn rồi. Con bỏ con ăn việc làm để con đi lo cho nó. Nhưng mà không ngờ lên đây con hy vọng tràn trề vì lòng tin sống Chúa quá là bao la. Vì thứ nhất là cha, thứ nhất là Chúa, thứ hai là cha. Con lên đây để con cảm tạ Chúa, cảm tạ cha đã cứu con của con. Thì con nghĩ là nó đã chết vì sống lại. Con với đứa cháu nội là con của nó mới gửi cho ta cha một bức thơ mà vô cùng là con cũng ngờ là lòng thương xót của Chúa. Cháu nội à? Cháu nội là con của con trai của con à? Con được mấy cháu? Giờ một cháu. Năm nay nó 13 tuổi, học lớp 7. Dạ, nó tỉnh thương ba nó không còn. Ba nó khóc không à. Đi học về hồi nhìn thấy ba nằm bất động rồi cứ ngồi nhìn ba nó khi nửa tiếng đồng hồ. Ba ơi, ba ngồi về ăn miếng đi mà không. Từ 70kg mà bữa nay còn có 46kg, bữa nay lên được thêm 2kg chắc được 48kg rồi bây giờ. Hôm mà lên đây rửa tội là đi đâu có nổi, hai người dìu hai bên á. Dạ. Đây là lá thư của đứa con của anh. Con là Nguyễn Trọng Phúc, con năm nay 14 tuổi. Con xin được ơn và con tạ ơn Chúa và Cha Long. Chúa đã chữa lành cho ba con là Nguyễn Trường Vũ từ quái chết trở về nhờ ơn Chúa. Con cầu xin Chúa tiếp tục chữa lành cho ba con. Con xin Chúa cho con được một ơn cầu nguyện cho con thi đậu năm học mới. Con tạ ơn lòng Chúa thương xót rất nhiều nhiều. Con Nguyễn Trọng Phúc. Thưa anh chị em, chúng ta thấy có nhắm tin. Tại vì khi mà gia đình chở các anh đến đây thì lúc đó bác sĩ đi đại học y dược, rồi đi đại học y dược 3 lần cấp cứu, rồi một lần đi đại học bệnh viện nhiệt đới, xong rồi đi tới bệnh viện ở Sống Mới, tất cả đều cho về. Là con tuyệt vọng lắm rồi, con không biết làm sao. Lần cuối cùng là con đưa cháu lên đây nè, thưa cha. Được cảm ơn Chúa, ban ơn chữa lành. Cảm ơn Chúa và cảm ơn cha. Thưa anh chị em nhớ lúc mà anh cái Lê Lê ngồi ghế đầu tiên, anh nghe gần như là nằm, không ngồi được, gục hết xuống. Nếu mà anh chị em còn để ý, còn thấy cũng đi chiều thứ bảy. Và cũng chiều thứ bảy anh ngồi trên đây. Và người nhà nói là quý cha cho anh được tội rồi anh để đi về với Chúa. Và anh cũng chấp nhận là được tội để về với Chúa, không còn một hy vọng nào. Thì lúc đó thưa anh chị em, mình có dám tin, tin để mà dám xin rồi sẽ được, tin để mà đi tìm. Tại vì ở mãi quận tư mà lăn lộn tìm đến giáo điểm tin mừng này, một cái nơi xa xôi, một nơi hẻo lánh mà một nơi cũng chẳng có tín tâm, chẳng có cái gì hết cả ngoài lòng thương xót của Chúa. Thực sự đến đây không là có cái gì để mà mình đến ngoài lòng Chúa thương xót cả. Có dám tìm đến đây không thưa chị em? Và đến có dám gõ? Có nhiều khi đến mình không có tin cho nên không gõ, vì thấy gì đâu mà có gì đâu gõ, thì cửa lúc nào cũng mở và đâu cần gõ. Thưa anh chị em, cửa mở mà mình có dám gõ hay không? Gõ cửa lòng, gõ cửa lòng của mình, gõ cửa lòng của mình để cửa lòng mình mở ra đón nhận lòng Chúa thương xót. Vì lòng Chúa lúc nào cũng mở, mà ta có dám mạnh dạn lại ta gõ ơi Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, xin cứu lấy con hay không thưa anh chị em? Mà mình nói vậy mình có tin hay không? Chúa tin, dám tin thì mới xin thì mới được. Có dám tin thì mới đi tìm thì sẽ mới thấy được. Có dám có tin thì gõ sẽ mở ra. Lòng tín thác là như vậy thưa anh chị em. Hôm nay cảm ơn Chúa đã đưa những người anh em này đến đây để làm chứng cho mọi người về lời Chúa ngày hôm nay rất rõ. Xin thì sẽ tìm thì sẽ gõ thì sẽ mà thưa chị em, Chúa nói phải kiên trì trong lúc cầu nguyện.
nếu mà ta không kiên trì trong lúc cầu nguyện, có khi đến đây mình thấy cầu nguyện hoài không được, coi như vậy. Có những người đến đây một lần mở ra và cầu xin cứ làm như cái máy để xong rồi ra xe đi về, tôi nói không được đâu. Và trong cái lời nhắn tin của tôi, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con mở trang web mới cho đời chữ Before, nghe giảng và cầu nguyện mỗi ngày. Tôi có hứa là sẽ được hay là như thế nào, nhưng mà có nhắn tin không? Tin thì mở đi, mở nghe đi, nghe rồi xin đi, xin rồi thì gõ đi, rồi Chúa mở ra, có nhận đi không? Thưa chị em, nếu mà mình đến đây mình xin khấn, xin cầu nguyện mà không tin đủ, không tin thác đủ thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Đức tin toàn đã cứu chữa toàn. Hallelujah. Nói gì nữa không con? Dạ, con xin tạ Chúa tên, xin trả cha con hôm nay được mạnh khỏe nhiều. Con không biết sao trong lòng con không được. Con rất tạ cha. Thưa anh chị em, Chúa đã gửi đến chúng ta một